Bạn mở Terminal lên, vào thêm mục Project bằng lệnh CD, sau đó gõ vào lệnh npm install asios. Gõ lệnh yarn star để chạy project. Bạn có thể dùng smartphone mở ứng dụng Expo lên, quét mã QR code để chạy app hoặc chạy app qua simulator. Dùng Visual Studio mở thư mục của project lên. Tạo thư mục API. Tiếp tục tạo file tên là connect1.tsx bên trong thư mục này. Truy cập vào website jsonplaceholder.typecode.com. Sau đó bấm vào menu Guide để xem hướng dẫn. Trang jsonplaceholder cung cấp sẵn một số API mẫu mà chúng ta có thể sử dụng ngay trong bài học này. Mình sẽ sử dụng API Listing on Resource, vậy nên mình sẽ copy URL của API tại đây. Cứ gõ trước số code. Sau khi gõ xong, mình sẽ zoom lên và giải thích từng phần cho bạn nắm. Vị trí số 1 import ASIOS là import component mà mình đã cài đặt ở bước 1. Vị trí số 2 create là hàm tạo ra kết nối. Hai thông số quan trọng nhất trong hàm gồm base URL là URL của API. Lưu ý, đây là phần tiếp đầu ngữ của URL. Khi gọi API thực tế, bạn sẽ cần truyền thêm path của từng API cụ thể. Phần thứ hai là headers. Đó là dữ liệu nhãn gửi kèm theo request. Có nhiều dữ liệu, nhưng mình nghĩ authorization là quan trọng nhất. Nếu API có bảo mật, bạn buộc phải truyền đúng API key vào thì mới có thể kết nối với API được. Vào thư mục string, mở file task1string lên, tiến hành xóa code mẫu đi. Để cho việc thực hành đơn giản, bạn nên tạo project mới, xóa bớt code mẫu không cần thiết ở file cần thực hành rồi mới bắt đầu viết code của mình vào. Import component connect1 vào. Tiếp theo, mình sẽ tạo một biến tên là output chứa dữ liệu trả về từ API. Ở đây mình dùng stay để mà khi biến output có thay đổi dữ liệu thì app sẽ tự động render và hiển thị dữ liệu lên ngay luôn. Bắt đầu tạo một request đến API để lấy về dữ liệu thôi. Ở đây là mình request theo giao thức get. Lưu ý tất cả mọi xử lý sau khi get post về đều phải nằm trong đen. Mình sẽ copy URL của API và đem về. Theo kiểu viết thông thường thì nguyên cái URL sẽ được dán vào đây. Tuy nhiên, mình sẽ không làm như vậy. Mình sẽ cắt cái phần base URL, tức là phần tiếp đầu ngữ của URL API, đưa nó sang phần base URL khai báo ở connect1. Bước cuối cùng là đưa tất cả dữ liệu mà API trả về lưu vào biến output
Nhắc lại thêm một lần nữa, việc gọi đến API và chờ kết quả trả về là xử lý bất đồng bộ. Vậy nên, với các lệnh mà bạn muốn thực thi sau khi đã có dữ liệu từ API trả về, bạn phải đặt các lệnh đó bên trong Dell. Mảng dữ liệu lấy về đã lưu trong biến output. Giờ thì khai báo flashlist và đổ ra màn hình nữa là xong. Đối với giao thức post, bạn chỉ cần thay chấm get thành chấm post. Đừng quên, dù là get hay post, bạn đều có thể truyền dữ liệu đầu vào ở ngay sau khai báo URL.